Thưa quý vị, trưa nay 19 tháng 12, võ sĩ môn Kuras Lê Khắc Nhân đã đem tin vui tiếp theo cho đoàn thể thao Bà Rịa Vũng Tàu khi giành tấm huy chương vàng ở hạng cân dưới 90kg nam tại Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc. Tấm huy chương vàng hạng cân dưới 90kg nam của võ sĩ Kuras Lê Khắc Nhân thật sự ấn tượng khi Khắc Nhân đã vượt qua hai võ sĩ mạnh và là những ứng viên hàng đầu cho ngôi vị cao nhất. Trong đó, ở trận bán kết, Khắc Nhân đánh bại huy chương vàng SEA Games 30 Vũ Ngọc Sơn của đoàn Hải Phòng bằng 1 điểm John Boss và 1 điểm Chala. Ở trận chung kết, Khắc Nhân còn xuất sắc hơn khi vượt qua võ sĩ Trần Thương, đương kim vô địch SEA Games 31 đoàn Bạc Liêu bằng 2 điểm John Boss, tương đương điểm tuyệt đối. Với tấm huy chương vàng này, bộ môn Kuras khép lại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 với thành tích vượt kỳ vọng. Đó là 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, xếp thứ 3 trên 16 đoàn. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ 11 của đoàn thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại đại hội. Qua đó chính thức vượt mục tiêu đề ra.